truyền thông hoàng gia, kết nối thẳng tới tiềm thức. Các cô nhanh tay lên, kẻo không kịp đâu đấy. Chị Kiều Anh, tối nay bạn trai chị có đi cùng không? Bạn trai chị đẹp trai thật đấy. Trông chị như thế này cơ mà, người ta gọi là xứng đôi vừa lứa đấy. Chị Mai, thế còn chị thì sao? Chị vẫn một mình thôi, lúc nào chị chẳng một mình, vẫn thế mà. Nhưng này, hình như là chị không buồn lắm đâu đúng không? Ừ, chị chẳng có gì phải buồn cả. Ừ. Chẳng lẽ những ai có bạn trai mới có quyền được vui chắc? Đúng đấy. Với lại Mimi ạ, chị chắc rằng năm nay không chỉ có một mình chị phải đi dự dạ hội một mình đâu. Thật ra thì còn Lập Trình nữa, nhìn như là năm nay anh ấy đưa mèo đi cùng đấy chị ạ. Không phải Lập Trình, một người khác nữa cơ. Ô, thế là ai nhở? Thật là thảm hại cho ai phải đến đấy một mình đấy, khổ thân quá. Nè, cô đang nói ai vậy? Bảo Trinh, em đừng lo, chị sẽ truyền cho em kinh nghiệm đi dự tiệc một mình. Đấy cũng là cả một nghệ thuật đấy nhá. Cảm ơn chị, khỏi lo cho em hả? Em nói cho chị biết nha, em sẽ đi tới đó một mình. Và em sẽ kiếm cho mình một anh chàng thiệt là đẹp trai và hấp dẫn. Bảo đảm với chị bằng một cú va chạm nhẹ như vậy thôi. Một cú va chạm nhẹ như thế thôi á? Cho chị nghĩ coi, cái này nè, dùng để chân hả? Em sẽ làm gì nè? Xin lỗi anh có thể lấy cho em một ly cốc tai được không ạ? Chị Bảo Trinh, nếu chị định làm như thế thì em chắc chắn là chị sẽ thất bại đấy. Tại sao em biết chắc là chị sẽ thất bại? Nói cho cưng biết nha, thất bại không bao giờ nằm trong từ điển của chị đâu nha cưng. Bởi vì anh chàng đẹp trai nhất đêm nay là bạn trai của em, mà anh ấy thì không bao giờ thèm để mắt đến chị đâu. Các chị có biết Biren không? Người yêu em ạ, đẹp trai hơn như thế cơ. Đẹp trai hơn Biren? Chị hâm mộ Biren lắm. Ấy kể tiếp đi. Này nhớ, anh ấy cao lớn này, phong độ này, quyến rũ này. Và điều đặc biệt nhất là anh ấy rất yêu em. Chị có ôm anh ấy như thế này thì cũng vô ích thôi. Trời ơi, Mimi, hình như là em tự tin quá đáng đó nha. Chứ sao, em thì cũng trẻ trung xinh đẹp có kém gì ai đâu. Thậm chí còn hơn nữa cơ. Trời ơi, cái con nhỏ này, nó dám thách thức mình hả? Đợi đi cưng, em sẽ phải hối hận thôi. Thôi, nhiều Mimi đi Bảo Trinh. Này, khi nào hai cô mới treo cái thứ này lên hả? Chị ơi, chút xíu nó làm treo ạ. Liệu mà làm cho xong đi, không thì đừng nghĩ đến dạ hội tiệc tùng làm gì cho mất công. Chị cứ yên tâm. Trời ơi, cái người gì đâu mà ác như là mẹ cám vậy đó. Thôi, chấp bà ấy làm gì, lúc nào bà ấy chả khó tính như thế. Nhưng mà em bực lắm. Chào hai em. Dạ, em chào anh. Hôm nay công ty các em tổ chức dạ tiệc đúng không? Ủa, sao anh biết vậy? Trời ơi, công nhận nha, người gì đâu mà đẹp trai quá. Đẹp như là Biren vậy đó. Bảo Trinh, em không nên làm thế đâu. Mimi đến đi gặp em. Anh ơi, anh lấy cho em đi cà phê nha. Nè, Bảo Trinh. Hả? Tại sao cô sẵn sổ vào bạn trai của tôi thế nhở? Tránh xa người ta, thật thô lỗ. Người yêu em á, còn đẹp trai hơn anh này cơ. Truyền thông hoàng gia, kết nối thẳng tới tiềm thức.